lại là mình Linh đang đến từ khoa số 8 TV. Thì như các bạn cũng đã biết thì ngày 29 tháng 3 vừa qua thì thị trường tiền mã hóa đã được một phen chấn động khi mà thông tin về vụ hack cầu nối Running của Axie Infinity được tiết lộ và tổng thiệt hại là ước tính lên tới 622 triệu USD, trở thành vụ tấn công gây ra thiệt hại nặng nề nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thị trường tiền mã hóa. Thì thông tin chi tiết về vụ tấn công này chắc hẳn đã được các bạn biết rất là nhiều rồi ha, nên ta sẽ không nhắc lại. Nhưng mà để tóm tắt sự việc thì vào 10 giờ rưỡi tối ngày 29 tháng 3, Running Network viết tắt là RON, tức là sidechain kết nối đến Ethereum của trò chơi Play to Earn hàng đầu hiện nay là Axie Infinity, cho biết đã bị hacker tấn công vào cầu nối cross-chain, dẫn đến thiệt hại là 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Trước đó thì vào ngày 23 tháng 3 thì vốn node Running của Sky Mavis, tức là đơn vị phát triển Axie Infinity, và node Running của Axie DAO đã bị xâm nhập, dẫn đến việc 137.600 ETH và 25,5 triệu USDC này bị lấy cắp qua chỉ 2 giao dịch. Hiện trên Running có 9 node hoạt động, thì để tiến hành nạp hay rút tiền thì cần sự chấp thuận của 5 trên 9 node, và đây chính là cái điểm mà hacker đã lợi dụng để tấn công. Các bạn nên nhớ là tổng giá trị thiệt hại từ các vụ hack mà mình sắp nêu ra đây sẽ được quy ra USD tại thời điểm tin tức được công bố. Bởi vì các loại tài sản bị hack thì có biến động giá rất cao, cho nên việc lấy thông số từ thời điểm tin tức ra mắt sẽ giúp cho việc thống kê trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta ngày hôm nay chính là vụ tấn công wormhole diễn ra vào ngày 3 tháng 2 vừa rồi với tổng thiệt hại là trên 325 triệu USD. Thì cho những bạn chưa biết thì wormhole là một cái dự án cross-chain kết nối Solana với lại là Ethereum, BNB chain, Polygon, Terra, Avalanche v.v. và cái cách mà hacker hack vào dự án mà chúng đã lợi dụng cái lỗ hổng wormhole ở trên Solana. Thì cụ thể là hacker đã qua mặt hoặc là đánh lừa được cái hệ thống bảo mật, tức là cái bộ máy xác thực của wormhole ở trên Solana, từ đó là đã có thể nhận được cái quyền phát hành 120.000 Wrapped ETH, và chúng đã chuyển cái số tiền này thành ETH ở trên Ethereum cũng như là đổi thành các token khác ở trên Solana. Thì tổng thiệt hại là 120.000 Wrapped ETH thì tính ra là trên 325 triệu USD tại thời điểm đó. Thì trên trang Twitter của dự án thì wormhole cũng đã xác nhận cái lỗi hacker này, cũng như là khẳng định bổ sung là mình sẽ bổ sung kịp thời 120.000 Wrapped ETH để đảm bảo tỷ lệ độ chứng 1:1. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì người ta vẫn không biết là wormhole sẽ lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy. Thế mà trong vòng chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tức là vào tối ngày hôm đó, tối ngày 3 tháng 2, thì wormhole đã tuyên bố rằng mình đã khôi phục lại toàn bộ 120.000 Wrapped ETH bị mất, cũng như là cầu nối cross-chain đã sẵn sàng hoạt động bình thường trở lại. Tức là chỉ trong chưa đầy 24 giờ thì wormhole đã xử lý được cái vấn đề hack này, cũng như là đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường. Trong các cái diễn biến sau đó thì Jump Crypto, một cái quỹ đầu tư hậu thuẫn cho wormhole, đã tuyên bố là sẽ hỗ trợ dự án 120.000 ETH để đảm bảo là dự án có thể tiếp tục hoạt động bình thường trở lại. Nếu bạn vào thị trường đã lâu thì không thể nào không nghe đến cái tên Malgox. Vụ hack tiền ảo sàn Malgox đã gây chấn động lịch sử bởi cái độ thiệt hại khủng khiếp mà nó gây ra, lên đến 700-800.000 BTC, tức là tương đương với 30-40 tỷ đô so với giá hiện giờ. Và cái vụ hack này xảy ra lúc mà thị trường còn rất non trẻ và vẫn đang khẳng định mình, tức là tầm khoảng năm 2011-2014, thì lúc đó Bitcoin chỉ mới có 5 tuổi thôi. Một vài thông tin về sàn Malgox thì đầu tiên là Malgox do một lập trình viên Hoa Kỳ lập ra vào năm 2007, và cái mục đích ban đầu của nó là một cái nền tảng giao dịch thẻ cho The Magic, The Gathering Online rất là phổ biến. Và sau đó thì năm 2010 thì ông này đã tự đánh giá là một nền tảng giao dịch Bitcoin. Nhưng mà sau đó thì khi mà công ty bắt đầu lớn mạnh và tăng dòng tiền á, thì ông đã bán nó cho một lập trình viên và doanh nhân Nhật Bản. Thì sau đó thì cái nền tảng giao dịch này đã phát triển và trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, với có thể xử lý đến tới 70% giao dịch tất cả các BTC. Tuy nhiên là cái sự quản lý sai sót của cái ông Mark, cái ông mà doanh nhân người Nhật này á, đã dẫn đến cái sự thảm hại, cái sự thất bại cho cái sàn giao dịch này. Cụ thể là cái sự phát triển các cái cơ chế backend của nó thì bị đình trệ và bị lỗi rất là nhiều, cho nên đã làm cho cái sàn này trở thành một cái con mồi móng hổ cho các cái hacker tại thời điểm đó. Và cụ thể hơn nữa là vào năm 2011 thì hacker đã đánh cắp thông tin khách hàng và đã chuyển Bitcoin vào ví riêng. Cũng cùng năm đó thì các cái lỗ hổng trong giao thức mạng đã khiến Malgox mất thêm hàng ngàn BTC, và số BTC này thì được chuyển đến nhiều cái địa chỉ ví không hợp lệ.
Và sau đó thì tin tặc tiếp tục xâm nhập vào hệ thống của Malgos và đổi giá Bitcoin trên trang web thành 1 xu, dẫn đến tình trạng đổ xô mua Bitcoin lừa đảo. Trong một cái cuộc phỏng vấn với tạp chí Wired thì những cái người trong cuộc ẩn danh của Malgos đã báo cáo rằng cái chu trình phát triển của sàn giao dịch đã thiếu các cái tính năng cơ bản như là một cái phiên bản phần mềm kiểm soát và môi trường thử nghiệm, cho nên dẫn đến việc triển khai các cái cập nhật một cách rất là chậm chạp và khiến các cái lỗ hổng bảo mật không được xử lý trong nhiều tuần. Thì tất nhiên là các hacker đã lợi dụng cái điểm yếu này và đã đánh cắp 744.408 Bitcoin, tức là tương đương với lại là 460 triệu USD và tương đương với 37 tỷ USD so với thời điểm hiện tại nha. Và cái vụ này đã xảy ra trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 2011. Và cuối cùng thì vào ngày 24 tháng 2 năm 2014 thì sàn giao dịch Malgos đã chính thức sụp đổ và đã nộp đơn xin phá sản ngay sau đó. Tuy nhiên là các quỹ bị mất chưa bao giờ được hoàn trả đầy đủ cho các khách hàng của họ và họ không hề có kế hoạch hoàn trả nó. Vụ hack của Malgos sẽ được coi là vụ trộm tiền điện tử quan trọng nhất trong nhiều năm cho đến khi vụ hack Coincheck vượt qua nó vào 4 năm sau. Top 3 của chúng ta hôm nay chính là vụ tấn công Coincheck. Thì cho những bạn chưa biết thì Coincheck là một cái sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản rất là phổ biến và nó bị hacker tấn công vào ngày 26 tháng 1 năm 2018 và tổng thiệt hại lên tới 534 triệu USD. Thì cụ thể là khoảng 523 triệu token NM trị giá hơn 530 triệu USD thì tại thời điểm đó đã được gửi đi bất hợp pháp từ địa chỉ của nó vào ngày 26 tháng 1 và tiếp theo là sự sụt giảm bất thường trong số dư của sàn giao dịch. Thì sau đó thì Coincheck có thừa nhận rằng cuộc tấn công này đã bị kích hoạt bởi vì công ty đang phải đối mặt với những khó khăn về kỹ thuật, tài chính cũng như là thiếu nhân viên, dẫn đến việc các công ty có các thực hành kém về tính bảo mật. Cụ thể là cái lượng NM bị đánh cắp đã bị lưu trữ trên một ví nóng được kết nối với Internet thay vì cái ví lạnh ngoại tuyến. Đó là một cái thực hành tiêu chuẩn của ngành vì nó cung cấp thêm một cái lớp bảo mật như các bạn cũng đã biết về ví lạnh rồi đúng không? Sau đó thì cái cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản có tên là FSA thì đã ra lệnh cho Coincheck cần phải cải thiện thực hành tính bảo mật của họ trong các vụ tấn công. Tuy nhiên họ đã không tắt nó bởi vì hy vọng rằng sàn giao dịch sẽ có thể hoàn trả tiền cho người dùng và trở lại hoạt động bình thường. Phán quyết của FSA đã được chứng minh là chính xác vì Coincheck đã sử dụng vốn riêng của họ để trả lại tiền cho tất cả 260.000 khách hàng bị ảnh hưởng và vẫn là một nền tảng giao dịch năng động với khối lượng giao dịch hàng ngày là 100 triệu USD vào tháng 8 năm 2021. Top 2 của chúng ta thuộc về cuộc tấn công Poly Network vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 với tổng thiệt hại lên hơn 610 triệu USD. Thì Poly Network là một cái giao thức cầu nối cross-chain cho BTC, Ethereum hay là NEO và các loại tiền điện tử khác. Thì cái tính năng giao dịch cross-chain này cho phép người dùng gửi tài sản cùng các cái blockchain khác mà không cần phải chuyển đổi chúng qua một cái sàn giao dịch nào cả. Thì theo như các kỹ sư phần mềm Kevin Fischer thì giao thức này đã tạo ra hộp khóa tự quản lý kỹ thuật số trên hai blockchain. Cụ thể là nó cho phép người dùng rút tiền từ một hộp khóa chỉ sau khi nhận được tin nhắn từ cái hộp khóa khác mà cái lượng tài sản tương ứng đã được gửi vào nó. Thì một cái nhóm hacker hay là một cái người hacker nào đó đã tìm cách lừa một hộp khóa để lấy các cái quỹ được lưu trữ trong đó mà không cần sự cho phép hợp pháp từ một cái blockchain khác, và họ đã khai thác cái lỗ hổng này vào ngày 10 tháng 8 để đánh cắp tổng cộng là hơn 610 triệu USD. Và may mắn là câu chuyện có một cái kết thúc có hậu bởi vì đội ngũ mạng Poly đã tiếp cận được với hacker và đã thiết lập kết nối ngay sau cuộc tấn công và cuối cùng đã khôi phục tất cả các tài sản bị đánh cắp trị giá hơn 610 triệu đô la. Như các bạn cũng đã biết thì vụ tấn công gây thiệt hại nhất trong thế giới crypto tính tới thời điểm bây giờ thì chính là vụ tấn công Ronin. Tuy nhiên thì cái cách phản ứng của đội dev, tức là đội ngũ phát triển của dự án này thì khá là chậm chạp so với Poly Network cũng như là so với lại là Wormhole. Cụ thể là cái động thái đáng chú ý nhất là một cái vòng huy động vốn tới 150 triệu USD. Còn lại trước đó thì đội dev cũng đã nâng cái node validator từ 9 lên 12. Còn cái vòng gọi vốn này thì được cho là nhằm cái mục đích là huy động tiền bồi thường cho các nạn nhân cái vụ hack Ronin này. Và những cái tổ chức lớn tham gia vào vòng gọi vốn này thì bao gồm Binance, A16Z, Animoca Brands v.v. Và số tiền 150 triệu USD mới được kêu gọi từ các quỹ trên sẽ được Sky Mavis nhằm bồi thường cho nạn nhân. Còn phần còn thiếu thì công ty sẽ tự bù vào.
Tuy nhiên là cái lượng 56.000 ETH, tức là tương đương với 192 triệu USD bị lấy cắp từ Axie DAO sẽ không nằm trong kế hoạch bồi thường, và Sky Mavis thay vào đó sẽ liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm thủ phạm và khôi phục cái số tiền này. Và nếu cái nỗ lực này không mang lại kết quả sau 2 năm á, thì cộng đồng Axie DAO sẽ tiến hành bỏ phiếu và giải quyết bước tiếp theo. Hiện tại thì cầu nối Ronin vẫn đang bị tạm ngưng hoạt động và đội ngũ Axie phải dùng tạm cầu nối của Binance để giúp người chơi Axie Infinity thực hiện nạp và rút ETH. Những vụ tấn công chiếm đoạt tài sản trong thị trường tiền mã hóa là điều không ai mong muốn, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi trong cái hành trình mà thị trường tiền mã hóa đang ngày càng trở nên lớn mạnh và trở nên phổ biến hơn nữa. Hãy cùng mong rằng là những cái kinh nghiệm từ những cái sự kiện này sẽ trở thành những cái bài học quý giá cho các cái nhà phát triển, và cũng hy vọng rằng cái vị trí top 1 của Ronin Axie Infinity sẽ không bao giờ bị vượt qua. Nếu mà các bạn yêu thích video này thì hãy comment cho Linda biết xem thử là bạn ấn tượng với vụ hack nào nhất nha. Và hãy đừng quên cho Kho 68 TV một like cũng như là một subscribe nha. Và Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!